máy. Đọc tiếng Anh luôn. Xe máy. Đọc tiếng Anh luôn. Mua bảy. Xe hơi. Hòa. Xe hơi. Hòa. Nó đang đọc luôn cái cả chữ tiếng Anh. Xe cảnh sát. Ủa sợ. Xe cảnh sát. Ủa sợ. Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Lời nói đầu tiên thì Trọng xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa mọi người có nhìn thấy gì không ạ? Đây chính là vùng đất Cà Mau của quê Trọng luôn. Và cũng xin bật mí với mọi người, đây là vùng đất Năm Căn, nơi mà cua Cà Mau làm nên thương hiệu. Có thể là tất cả mọi người á, ai cũng nói là nhắc đến Cà Mau là phải nhắc đến cua biển. Và cua biển Cà Mau không phải chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn nổi tiếng ra bạn bè quốc tế nữa. Nhưng cái gốc của con cua nổi tiếng ở Cà Mau không phải nơi nào cũng có nghe mọi người. Và đây, mảnh đất của Trọng đứng đây là vùng đất Năm Căn, chính là cái nơi mà cua Cà Mau gian danh thiên hạ đó. Nhưng mà hôm nay một cái clip á rất là đặc biệt, Trọng không phải lặn lội từ ở Sài Gòn về tới Cà Mau và phải đi tới vùng đất Năm Căn xa xôi này, gần nơi cuối trời tổ quốc rồi, để chia sẻ với mọi người về con cua, về con tôm ở nơi đây, hay là về cuộc sống của bà con nơi đây. Mà hôm nay Trọng muốn chia sẻ đến quý vị khán giả một câu chuyện đặc biệt, mà có thể nói là rất 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 đặc biệt. Lần đầu tiên kênh YouTube Trọng Cà Mau chia sẻ một cái câu chuyện mà nó đặc biệt như thế này. Trọng có biết được ở trên quê hương của mình và vùng đất Năm Căn ở nơi đây đây có một cậu bé là thần đồng mọi người. Cậu bé này thì chỉ có mới 36 tháng tuổi hơn, chưa được 37 tháng. Và cậu bé này là nói chuyện chưa có rành nha mọi người, nói rất là bập bẹ. Nhưng một điều đặc biệt mà người ta gọi bé là thần đồng á, là bé biết đọc chữ. Bé biết đọc được tất cả các cái chữ Việt Nam, cũng như là bé biết đọc luôn tiếng Anh. Đó là một điều kỳ diệu nha. Bé biết đọc luôn tiếng Anh, và cái khi mà bé vừa biết nói chuyện là bé đã biết nói tiếng Anh luôn. Và bé đọc được tiếng Anh, bé nhận dạng được là chữ Việt, chữ tiếng Anh, cũng như là tất cả các cái loại là xe cộ, máy bay, màu sắc, thú vật, rồi các cái động từ là bé biết hết. Vì cái điều kỳ diệu đó mà Trọng phải lặn lội rất là xa xôi đến nơi đây để chia sẻ cho quý vị về cái câu chuyện về một cái cậu bé đặc biệt này, một cái cậu bé thần đồng trên mảnh đất Cà Mau của Trọng. Trọng rất là tự hào khi mà chia sẻ cái video này đến toàn thể quý vị. Và trước khi chúng ta vào nhà để thăm bé cũng như để cho bé thể hiện cái tài năng bẩm sinh của mình, thì mọi người nhớ là ủng hộ kênh Trọng Cà Mau bằng một like, một share, cũng như là giới thiệu kênh Trọng Cà Mau đến nhiều bạn bè hơn để càng ngày kênh của Trọng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và không để mọi người phải chờ lâu, chúng ta hãy vào bên trong để thăm cậu bé thần đồng này nha. Dạ không, không cần wow. Xe đà, xe tu ra, xe tay ra, xe tay ra, xe máy, mua, xe máy, mua bảy, xe hơi, hòa. Xe hơi. Hòa. Nó đang đọc luôn cái cả chữ tiếng Anh. Xe cảnh sát. Ủa sợ. Xe cảnh sát. Ủa sợ. Xe cứu thương. Xe cứu thương.
đùa bơi trời. Xe đùa bơi trời. Xe bi bus. Xe bi bus. Xe bác sĩ. Xe bác sĩ. Xe bác sĩ. Xe xe đùa. Vai chuẩn. Xe đùa. Vai chuẩn. Xe đại chuẩn. Xe đại chuẩn. Xe đại chuẩn. Xe lửa chuẩn. Xe lửa chuẩn. Đào siêu yên. Tụ xì. Đào siêu yên. Tụ xì. Máy bay. Airplane. Máy bay. Airplane. Máy trực thăng. Heo đợt chị chị. Máy trực thăng. Hello, teacher. Chị Minh Châu. Chị Minh Châu. Chị Minh Châu. Hot Pirates. Xe bên. Trung trời. Xe bên. Trung trời. Xe bên trung trời. Xe ui u đi sư. Xe ui. Xe ui. Con đọc hết đi rồi mẹ mở tiếng. Xe ui u đi sư. Hả? Ui sờ. Ui sờ. Ui sờ. Ui sờ. Ui sờ. Ui sờ. Màu xanh rất bim. Màu xanh rất bim bim. Màu xanh rất bim. Tôi xanh rất bim. Màu xanh rất cây. Hoa đỏ. Màu vàng. Hoa chuối nền. Một xa đam. Một xa đam. Một điểm. Một điểm. Một nhau. Tôi nữa đây. Màu đen. Chiếc áo đen. Màu trắng. Cây. Màu. Màu đỏ. Màu hồng. Màu xanh lá bim. Màu xanh lá cây. Màu vàng. Màu cam. Màu điểm. Màu nhau. Tôn trà sáu. Tôn trà sáu nhìn đang nhắn gì. Tôn nhắn gì đang nhắn gì. Dở bơi. Gỡ bánh bơi. Tôn trà sáu nghe thêm nhất. Nhi chương nhất. Tôn trà sáu lá. Hát
đây nhé. Cá sấu rất cho khỏe. Tôi cá sấu cho khỏe. Nhớ bơi. Biết ở trên này mọi người cái gì cũng biết hết. Nhớ tiếng bơi. Anh, tiếng Việt. Tôi cá sấu đây trình bày. Một thời gian dài mà chồng phải nín thở, không có dám thở. Tôi cá sấu đây. Là chồng họ bé nó học nhanh chim. Là chồng không dám thở mạnh luôn, nên là để cho bé mà đọc chữ nè, rồi nhận dạng bé nè. Thứ nhất là chồng thấy là đọc tiếng Việt, ví dụ như cái chiếc xe đi, nhận dạng ra tất cả các tiếng Việt và đọc bằng tiếng Anh luôn. Xe ba dắt. Xe ba dắt. Xe ngựa. Xe ngựa. Xe dành. Xe dành. Đây đồng ý. Đột. Đa số. Chị. Bông. Bông. Hạt. Bé là bây giờ là bé bao nhiêu tuổi rồi em? À, bé 3 tuổi. 3 tuổi 3 nhà nước tuổi, 3 4 tuổi mình. 4 tuổi mình. Nhưng mà nếu nói tháng thì bé vài ngày nữa mới được 37 tuổi tháng. Chưa được 37 tháng. Chưa được 37 tháng. Thì anh nghe hình như là bé nói chuyện cũng còn chưa có gành lắm á. Dạ đúng rồi, còn chưa. Chưa gành. Cái này là em phát hiện cái khả năng mà đặc biệt của bé là từ khi nào? Từ khoảng bé khoảng chừng 24-25 tháng. Bé nó kiểu vừa biết nói được 1-2 tiếng. Khi đó bé nó xem điện thoại thì bé nó đọc theo những cái trên chữ trên điện thoại, trên tivi rồi đó. Có những chữ chạy ngang là bé có thể đọc được. Xong rồi bé nghe người ta hát thì bé nhớ lại được cái bài hát của người ta hát. Đó, rồi bé đi đâu bé gặp chữ thì bé sẽ chỉ cái từng chữ đó bé đọc ra hết. Đó, đến bây giờ thì 35-36 tháng thì bé nó bắt đầu đọc chữ gành hơn. Nhưng mà nó còn nhát nên nó chưa có... Mình khuyên nó thì nó vui vẻ thì nó sẽ đọc cho mình nghe hết. Còn nếu mà nó chưa vui vẻ, nó không thoải mái thì bé nó sẽ hạn chế, nó mắc cỡ, nó còn ngại lắm. Cái kiểu giống như là cái năng lượng của con người bé nó tràn trề vậy đó luôn. Bé thích thì nó sẽ làm được rất là nhiều thứ. Còn không thích là không ai kêu được. Dạ đúng rồi. Em còn nhớ cái kỷ niệm mà giống như là cái chữ đầu tiên. Dạ. Là cháu là đọc là chữ gì không? Chữ tôm sinh thái. Tôm sinh thái. Lúc đó cả nhà đang ăn cơm thì bé lúc đó bé chưa nói chuyện nha, nhưng đang ăn cơm cái tự nhiên bé nằm bé chỉ đọc là chữ tôm sinh thái. Lúc đó cả nhà cũng chưa biết nó đọc là cái chữ đó là chữ tôm sinh thái nữa. Nhưng tới khi quan sát kỹ lại rồi mình nghe, mình em là mẹ bé em nghe được bé nói là chữ tôm sinh thái. Rồi xong lần sau kia bé đọc lại là chữ tôm sinh thái rõ hơn. À, đây đây anh thấy nè, phải đúng, bé sẽ đọc cái chữ này không? Dạ đúng rồi anh. À để cho quý vị khán giả. Là đây nè quý vị, là có nghĩa là đây là trên nóc nhà có cái chữ tôm sinh thái là do ở quê mà đây là dùng năm căn nên là cũng có nhà nóng á thì lấy dùng cái lá, dùng cái này nè để che nhà. Thì có một cái hôm là bé ngồi ở dưới này nè, bé nằm đây nè dưới này, cái nhìn lên tôm sinh thái đó là cái chữ đầu tiên đó. Mai này chắc là đại gia nuôi tôm sau này đó quý vị ơi. Cái lúc đầu á em thì là khi bé đọc chữ được là có nghĩa là lúc này, cái lúc đó là mình đã phát hiện ra cái khả năng bẩm sinh của bé, hay là
lúc đó mình cũng nghĩ ngỡ là bé thuộc lòng. Em cũng ngỡ là bé thuộc lòng, nhưng khi đến khi bé biết rồi á, mình quan sát bé hàng ngày á, mình mới phát hiện ra là bé đó nó biết đọc chữ, nó nhìn chữ là nó có thể đọc được, số cũng vẫn vậy, màu cũng vẫn biết. Thì tới sau này khi mà gặp những cái dòng tiếng Anh á, chữ tiếng Anh phát ra thì bé đọc được luôn. Gì vậy? Ừ. Trên tủ á. Vậy là bé đọc được tiếng Anh luôn. Dạ. Tiếng Anh được luôn. Đây. Hello đó hay. Cái quý vị khi đọc được tiếng Anh thì tại vì khi mà chồng lại đây á thì bé mắc cỡ chưa đọc được, nhưng mà rõ ràng là khi mà bé gặp ai bé chào thì bé lại hello. Còn khi mà bé không thích cái gì thì bé nói no. Lại đây Bảo. Báo à? Ok. Chai sữa, lấy chai sữa cho con nha. Rồi, đến đây chai sữa cho con. Rồi, lại đây ngồi với chú. Lại đây ngồi với chú nha. Ok. Lấy hộp sữa giùm mấy anh. Vậy là bé là chưa từng đi học. Chưa từng học mẫu giáo gì hết. Dạ chưa. Dạ chưa từng. Dạ. Rồi lấy ba lấy sữa. Đây là quý vị khán giả, đây là một cái trường hợp mà rất là đặc biệt. Mặc dù á không phải là đặc biệt nhất, tại vì ở Việt Nam thông qua tất cả các kênh YouTube cũng như là báo đài thì chồng cũng biết rồi, rất có nhiều em bé như thế này. Nhưng mà ngay cái lần này về cái chồng về quê hương, về Cà Mau, thì cũng không nghĩ là quê hương của chồng lại có một cái em bé mà gọi là thần đồng như thế này, nên là bắt buộc là chồng phải là từ ở huyện Trần Văn Thời mà chồng phải đi qua tới huyện Nam Căn. Chia sẻ với quý vị luôn nha, Nam Căn là một cái nơi mà có thể nói là làm nên thương hiệu cua Cà Mau. Ai cũng đi đâu mình ở Việt Nam cũng như khắp thế giới mà cứ nói đến cua biển Cà Mau là nổi tiếng, nhưng thật không phải là chỗ nào cũng nổi tiếng cả, mà chính là ở cái vùng Nam Căn này đây, một cái vùng nước mà một vùng nước mặn bãi bồi. Thì bây giờ lại tiếp tục chọn lại sau một thời gian quảng cáo về cua Cà Mau, chọn tiếp tục là chia sẻ với quý vị về cái bé Gia Bảo tiếp. Là em là khi mà bé nói vậy á thì phản ứng của mọi người xung quanh á là thế nào? Mọi người cũng bất ngờ, em đi đâu rồi cái mọi người nghe thông tin là bé biết đọc đó, nên đi đâu ai cũng giỡn với nó, là kêu nó đọc một hai chữ cái nào nó cũng đọc hết trơn, nó cũng vui vẻ nó đọc hết trơn vậy đó. Thì mọi người xung quanh thì cũng bất ngờ lắm, nhiều người cũng thấy lạ, người ta cũng hỏi thăm nhiều lắm. Nhưng mà cảm giác cái nguồn năng lượng của bé nó dồi dào dữ lắm. Có giống là bé là sẽ làm những thứ gì mà bé thích. Dạ. Có thể là thằng bé này thì không có thể ai bắt buộc được nó cả. Không bắt buộc được nó. Nó thích thì nó làm thôi chứ không ai bắt buộc, không kêu nó được. Là anh cũng có nghe là những người trong chia sẻ là nó cũng muốn nói chuyện nhai là nói, còn không có, dạ, không ai rồi kêu nó được hết, kể cả cha mẹ luôn. Kể cả cha mẹ cũng vậy. Nó thích nói chuyện là nó nói. Dạ. Nó thích thì nó nói thôi, nó không thích thì không. Để ai nói nó được hết. Nó thích thì nó nói được chứ sao chậm. Nó muốn nói thì nói, người ta lại không, nó không thích nói thì làm sao. Ai cũng một cô bé mà 30, chưa được 37 tháng tuổi mà nó cũng có những cái điều mà đặc biệt, nhưng mà phải nói là cũng cách đây cũng hơn 10 tháng rồi đúng không? Chưa tới 10 tháng. Chưa tới 10 tháng, chắc khoảng chừng 7 tháng, 6 tháng, 6 7 tháng. Nó mới biết nói chuyện khoảng 6 7 tháng này thôi. Cũng chưa có lâu. Khi nó biết nói là nó đã biết chữ luôn đó. Khi biết nói là biết chữ luôn đó. Khi nó nói là nó đọc chữ đó. Trong nhà mình là có ai mà học hành nhiều rồi đọc bài hàng ngày cho nó nghe không hay là? Dạ không ạ, nó hỏi với em với ông bà nội với ba nó thôi chứ cũng không có ai đi học nữa. Là trong gia đình là không có ai không mà có người đi học, làm không à, làm không đa số đi làm, cũng không có ai mà hàng ngày mà đọc bài đều gần ha. Dạ không ạ, bé chỉ xem tivi tháng qua rồi bé nó nhớ rồi nó đọc ra những chữ trên tivi, hoặc là nó đi đâu nó gặp chữ thì nó đọc thôi chứ cũng không ai dạy dỗ gì bé cả. Điều đặc biệt. Hôm nay nó ra ba ra bệnh viện vậy. Nó để chữ thông báo, nó cũng thông báo tận dụng được cái thằng đó đọc gì. Chữ thông báo mà đấy, nó thông báo. Đang gì đang đọc. Vậy là phải nói là bé có một cái khả năng này là đúng là trời phú luôn đó, là thiên phú. Dạ. Khi bé biết nói chuyện là bé vừa biết nói chuyện là vừa biết chữ. Đọc chữ đó.
Trời đất ơi, con người ta đó mọi người, vừa biết nói chuyện, tại biết chữ, còn mình da đầu rồi, còn dốt nữa. Khổ thật chứ. Rồi nó dường như là ăn uống, nó có ăn uống gì đặc biệt không em? À, bé chỉ ăn cơm. Ăn cơm, không ăn cháo, không ăn bún, không ăn mì. À, chỉ ăn cơm thôi. Ngoài ra cơm, cá hoặc là thịt. Chứ mỡ bé cũng không ăn, da cũng không ăn. À, gì đó. Không ăn cháo, ăn bún gì hết. Không ăn cháo, không bún. Ăn cháo là sẽ ói. Không ăn được, chỉ ăn cơm thôi. Đặc biệt. Cơm thôi. Có nghĩa là hồi cái lúc mà mình sinh bé ra đó, yeah, là trong thời gian mình mang bầu hay gì đó, yeah, nó có một cái sự kiện gì mà mình bây giờ mình sâu chuỗi lại mình thấy nó trong thời gian đó mình có cái gì nó đặc biệt không em? Cũng không có gì đặc biệt anh. Thì lúc em có bầu bé thì chỉ nghe nhạc hàng đêm thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt hết, chứ ngủ thì hay mở nhạc lên nghe vậy thôi, chứ cũng không có gì, không có chuyện gì xảy ra đặc biệt. Trong thời gian đó thì nó cũng bình thường. Và khi mà bé sinh ra thì cũng không có một cái gì khác biệt với một đứa bé khác. Dạ, không có gì khác biệt. Em có dự định là sau này mình có cho bé đi học ở trường gì không? Thì hôm rồi em cũng có đi đăng ký trường tiếng Anh quốc tế cho bé học, là cũng ở trong huyện mình nè. Nhưng mà trường bảo là bé phải được 4 tuổi đúng tuổi nhà nước thì mới nhận bé. Nhưng lúc đó mình cũng chưa cho nhà trường biết là bé nó có cái khả năng là nó có thể đọc tiếng Anh được. Đó thì trường nói là bé nó còn nhỏ như vậy, nó không có ngồi yên được một chỗ nên trường chưa nhận bé được. Thì em cũng muốn cho bé đi học, nhưng mà tại vì bé còn hơi nhỏ, với nó còn hơi lăng xăng như vậy đó, thì mình sợ là trường không nhận nên mình cũng chưa. Nó có chạy lăng tăng lung tung ha. Dạ, nhưng khả năng của nó thì nó có thể đọc được hết tất cả các chữ. Hiện tại là tất cả các chữ tiếng Việt, số thì nó có thể đọc được, đếm được. Từ 1 tới 100 nó vẫn đếm được nha. Đó thì nó có thể nhận biết màu nó có thể phân biệt ra màu tiếng Anh luôn được anh. Ngay cả số từ 1 đến 9 nó vẫn đếm bằng tiếng Anh được, tiếng Việt được. Đó thì mình ở nhà mình phát hiện ra những cái đó thôi. À, có nghĩa là cái lúc đầu là tiếng Việt thôi. Thì sau này phát hiện, khi mà phát hiện biết bé còn nhìn được mặt chữ tiếng Anh, đọc được tiếng Anh là bao xa bao lâu nữa? Đầu tiên bé biết, bé đọc là bé đọc tiếng Anh. Đó, đọc tiếng Anh chứ bé không đọc tiếng Việt. Ví dụ như số 1 của mình đọc số 1 là bé sẽ đọc là tiếng Anh chứ bé không đọc tiếng 1. Ví dụ One Two Three là bé sẽ đọc theo là tiếng Anh. À, từ 1 tới 10 tới 9 là bé sẽ đọc được tiếng Anh. Từ từ rồi mình mới dạy bé là số này số 1, số 2, số 3 thì bé mới kêu là 1 2 3. Xong rồi từ đầu từ cái bé mới nhìn lại, bé mới suy nghĩ lại là bé sẽ chỉ, ví dụ chỉ số 2 thì bé sẽ đọc cái tiếng Anh, chỉ số 3 thì bé sẽ đọc cái tiếng Anh, rồi bé cũng muốn đọc cái tiếng Việt được nữa. Đó thì tiếng Anh nó biết trước, tiếng Việt nó biết sau anh ơi, chứ không phải là có đó là tiếng Việt trước rồi, có nghĩa là vừa biết nói ngoài cái chữ tôm sinh thái ra là sau đó là bắt đầu năng khiếu nó phát triển dần lên là bằng tiếng Anh luôn. Dạ, bằng tiếng Anh. Mà gia đình mình đâu có ai học giỏi tiếng Anh đâu, đúng không? Không ai giỏi tiếng Anh nên cũng không thèm để ý bé là nó đọc cái những gì. Nhưng tới sau này khi mình biết là nó có cái tài năng đọc chữ thì mình có, anh có nghĩ là có khi nào mà lúc đó nó đọc thì mình cũng nghe lạ tai, mình cứ nghĩ là nó là nói ngọng nghịu rồi bắt đầu học nói, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi tới đầu tiên bé nó kêu mẹ là bằng mommy, rồi ba nó bằng daddy. Đó, từ từ rồi nó mới kêu lại bằng ba, bằng mẹ, chứ nó không có kêu ba mẹ trước, daddy và mommy trước. Đó, nó không có kêu ba mẹ trước. Nói chung là phát triển là bé nó nói tiếng Anh trước rồi nó mới nói tiếng Việt sau. Chắc thằng bé này kiếp trước ở bên Anh rồi mọi người ơi, ở bên Anh hay bên Mỹ gì rồi nó mới nói là biết tiếng Anh này, chứ đây có ai biết tiếng Anh. Dạ, cái xứ này thì mình cũng đâu có người chuyên về tiếng Anh mà. Dạ, các bé nó cũng đâu có được tiếp cận với những người chuyên nói tiếng Anh đâu. Dạ, mà rồi. Sao tự nhiên nó lại phát âm ra tiếng Anh trước. Dạ, chứ trọng vào đây thì trọng có chứng kiến là bé toàn là nói mà hello rồi là no rồi yes rồi không à, chứ cũng không cũng lười nói tiếng Việt lắm. Hàng ngày thì nó sẽ sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Nó đi đâu thì nó gặp người khác thì nó hello, nó ra về thì nó sẽ bye bye, goodbye. Nó lên xe thì nó nói let go đi, chứ nó không có nói là tiếng Việt như mình hàng ngày. Đấy, thầy ngồi xuống nha, đọc cái này cho mẹ nghe nha. Uống sữa xong chưa? Uống sữa xong rồi đọc cái này cho chúng nghe nha. Kiếm con voi nha. Rồi ngồi trên mình mẹ nè. Rất là tăng động nha mọi người. Ôi, cái này cái gì vậy ta? Đọc cho mẹ nghe chữ này chữ gì vậy? Đó bôi. Đâu? Đó bôi đâu? Đó bôi. Rồi con đọc chữ này cho mẹ nghe coi. Bôi. Ơi.
đâu tôi. À, đâu rồi cái này chi gì ta tôi. Ừ tôi. Ok ok tôi. Rồi con đọc cho mẹ nghe chữ này đi, đọc tiếng Anh cho mẹ nghe nha. Ok không? Uống sữa xong chưa? Rồi uống sữa xong rồi mình ngồi vậy nha. Ngồi, ngồi dạng bánh đi, ngồi dạng bánh nè. Bánh không? Bánh thằng đằng con ngồi con đọc chữ cho chú nghe nha. Ok. Nhìn. Nhìn. Ok ok. Nhìn. Ok ok. Nhìn. Ok, mẹ biết rồi. Nhìn. À nhìn. À rồi rồi, nói biết rồi, nói biết rồi. Xem. Xem. Ok, xem, xem. 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 Bướm. 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 Rồi, ok. Bướm. Ok. Bướm. Đen. Hát đen bướm. Muối. Muối. Kìa tái nữa nè. Muối. Muối đen. Hát muối. Ok. Chim. Rồi ok. Chim. Ok. Chim. Ừ mẹ biết rồi. Chim. Kiến kiến. Cái này là chữ lên trước rồi mà hình mới lên sau. Chim ngang ngang. Hát sen ngang. Chim. Vui. Vui. À đây đây bắt cái vui. Cái mà có chữ. Vui. Vui đen đen. Hát sen vui. Dít. 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 Ha. Dít. Ha. Dít. Âm. 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 Dạy bé các động từ. Này, con đòi đọc cái này đó hả? Âm. Âm. Về sau. Về sau. Về sau. Về sau đêm. Ha, về sau. Bướm đêm. Bướm đêm. Bướm đêm. Bướm đêm đêm. Hát bướm đêm. Bò ưa. Bò ưa. Bò ưa. Bò ưa đây. Bò hát. Bò dừa. Bò trắng chữ. Tao chẳng nghe gì. Bò trắng chữ. Bò trắng chữ. Bò trắng chữ đây. Hát trắng chữ. Ok ok. Đông đông. Đông đông. Đông đông. Đông đông nè. Đông nè. Châu châu. Châu châu. Châu châu. Châu nè. Trên châu. Bỏ cây. Bỏ cây. Bỏ cây. Bỏ tay nhìn. Hát bỏ cây. Sao bướm. Sao bướm. Sao bướm. Sao bướm. Hát sao bướm. Ốc sen. Ốc sen. Ốc sen. Ốc sen. Hát sen. Ốc sen.
chuông. Chuông chuông. Chuông chuông. Chuông chuông nhen. Ha chuông. Bấm cái khác cho con nghe. Bấm hết rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, thì vừa rồi là một cái khoảng thời gian rất là dài mà quý vị cũng như chồng đã hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cũng như là có những giây phút mà hồi hộp chờ đợi và nổi gai ốc về cái bé Bảo. Trong một cái khoảng thời gian mà chồng có những lúc chồng phải nín thở mọi người, có những lúc chồng nói thì thầm, có những lúc chồng phải nín thở để chờ đợi bé Bảo đọc và bé Bảo thể hiện cái khả năng của mình. Lúc đầu là bé không có chịu hợp tác đâu, nhưng mà sau đó thì không biết như thế nào mà bé ngồi xuống rồi bé đọc. Từ như mọi người thấy không, bé nhận dạng từng chiếc xe, từng loại xe tiếng Việt rồi bé đọc qua tiếng Anh. Cái phần tiếng Việt thì chồng nghe rất là rõ luôn, còn phần tiếng Anh thì rõ ràng là quý vị khán giả gần hơn chồng thì quý vị nghe, thì có gì thì quý vị comment bên dưới cho chồng biết. Mà cũng nói với mọi người là cha mẹ bé là một trong những người nông dân mà thậm chí là hoàn cảnh có cuộc sống còn chưa phải là thuộc cái dạng khá giả nữa, nên là mà cả gia đình thì cũng không có ai mà xưa giờ học cao hiểu rộng hay là theo học trường quốc tế nào hết, mà vừa biết nói là bé đã biết đọc tiếng Anh như thế, thì đó là một cái điều mà phải nói là kỳ diệu luôn. Thì không biết cái cảm xúc của mọi người như thế nào khi xem cái clip này, thì mọi người hãy comment bên dưới cho chồng biết. Chồng nghĩ rằng á, không phải chỉ riêng chồng đâu mà tất cả những người xem ở cái clip này mà đã xem đến cái đoạn này rồi thì ai cũng phải có những cái hồi hộp chờ đợi cũng như là sởn gai ốc về cái câu chuyện của bé Bảo này. Thì như mọi người biết là hôm nay đến đây á, thì chồng có một món quà nhỏ nhỏ tặng cho bé Bảo để cho bé mua sữa uống. Đây. Chú cho bé này nó không cần đâu. Em nhận cho bé đi, tại vì bé Bảo là chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ cần một thứ gì. Rồi, ok. Ngoài cái chuyện mà bé thích làm cái gì thì bé sẽ làm bằng được, còn cái năng lượng của bé nó tràn trề ra dữ lắm. Không bao giờ mà bé nghe lời bất cứ một ai đâu. Cái đó mà bánh ăn được đó nha con. Cảm ơn chú, thank you. Rồi, thank you chú ơi. Thank you chú ơi. Thank you, bye bye. Nó chưa có biết là bé chú đang cho nó. Nếu mà ai cho nó món đồ, cái quà, cái bánh gì đó thì nó sẽ là cảm ơn người đó bằng thank you vậy đó. Thật sự là một cái đến lúc này thì phải nói là một điều chồng cũng không biết nói gì. Phải nói một điều là anh cũng cảm ơn rất là nhiều khi mà đến đây em và cũng như là gia đình đón tiếp rất là nồng hậu, cũng như là cái anh chứng kiến được một cái sự mà quá bất ngờ về bé Bảo, thì cảm ơn em rất là nhiều và chúc cho cái gia đình mình luôn có nhiều cái niềm vui hạnh phúc trong cái cuộc sống, cũng như là bé Bảo càng ngày là càng phát huy được cái khả năng và cái khả năng này thì anh cũng hy vọng là bé sẽ giữ được cho đến lớn. Dạ, bye bye chú đi con. Bye bye chú đi. Bye bye tạm biệt. Bye bye chú đi. Bye bye chú đi rồi mình đi chơi nha. Bye bye chú đi. Bye bye. 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 Chồng cũng xin được dừng video lại ở đây và xin chúc cho tất cả quý vị khán giả xem video được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và nếu thấy video của chồng hay hoặc là ý nghĩa, cũng như câu chuyện của chồng chia sẻ ngày hôm nay thú vị, thì mọi người hãy cho chồng một like, một chia sẻ để kênh của chồng càng ngày càng phát triển hơn. Và đặc biệt là nhớ ủng hộ kênh YouTube chồng Cà Mau nhé mọi người. Bye bye tất cả mọi người.